Nhiều chia sẻ của một số người dùng Facebook về nạn giải đinh trên quốc lộ 18 hướng Nội Bài, Hà Nội đi Bắc Ninh. Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc và xác định được đối tượng đinh tặc là một phụ nữ tên Trần Thị Lan, 58 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan công an, bà Lan khai nhận mục đích giải đinh để người tham gia giao thông trên đường bị thủng xăm, tạo điều kiện cho chồng và một số người khác ở cùng địa phương vá, thay xăm với giá từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng một xe. Hành vi của bà Trần Thị Lan có thể bị xử phạt hành chính theo điểm A khoản 6, điều 11, nghị định số 46/2016 về hành vi ném đinh, giải đinh hoặc vật sắc nhọn khác trên đường bộ gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông. Mức phạt tiền 6 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, theo điều 261 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội cản trở giao thông đường bộ, người nào đặt để vật sắc nhọn hoặc chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ, thiệt hại cho người khác có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm tùy vào hậu quả gây ra cho các nạn nhân.